ai mua được chiếc xe này thì cũng tương đối là thích đây này. Đấy, chiếc xe form mới mà đời của xe thì cũng tương đối là cao. Lớp sơn của xe các bác nhìn xem rất là sang trọng đúng không ạ? Đây, bên ngoài đây các bác nhá. Một mẫu xe đến từ hãng Toyota mang tên là Vios các bác ạ. Đấy, và mẫu xe này thì bên em đang được bán với cái mức giá là từ hơn 100 triệu đồng cho những cái mẫu xe như thế này các bác nhá. Đấy, tùy theo chất xe. Đấy. Nhiên liệu của xe rất là ít đây. Đấy, có chỉ có 5 lít 2 trên 100 km thôi. Cực kỳ ít luôn. Có gương kính điều chỉnh điện hoàn toàn. Và con này của em nó là bản chung chứ không phải là bản thiếu các bác nhá. Loại này nó đang có 3 phiên bản, bản đủ và bản chung và bản thiếu, thì con này của em nó là bản chung các bác nhá. Đấy, có gương chỉnh điện này. Túi khí an toàn bên đây, có cả bên kia nữa. Và có màn hình giải trí Android cỡ lớn lại to đây này. Đấy. Với cần số sàn các bác nhá. Điều hòa lóng lạnh đầy đủ. Có khóa khiển đầy đủ các bác nhá. Xe 5 ghế ngồi. Đấy, đồ chơi cũng đã được lên rất là nhiều rồi. Và đây các bác nhìn xem, từ cái phần sàn này đi cũng đã trang bị được thêm lót thảm trải sàn 5D rồi này. Đấy, xe hoàn toàn là không có lỗi các bác nhá. Không lỗi tai nạn và ngập nước. Đấy, pháp lý đầy đủ. Đấy, máy số của xe thậm chí là vẫn còn zin. Của máy củ số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Và đây là nội thất bên trong. Đấy, nội thất của xe là tông màu đen các bác nhá. Và cũng đã được dán thành cái màu đây các bác nhìn xem. Dạ vâng. Nếu bác nào muốn đổi màu nội thất của chiếc xe này lên màu kem giống như là bản E đấy ạ, thì bên em có hỗ trợ cho toàn thể các bác nhá. Đấy, sơn màu kem mất có là 1,5 triệu thôi các bác, rất là rẻ các bác nhá. Lốp giày la răng đúc này. Đấy, đèn đóm sáng đẹp này. Một mẫu xe sedan 2 đầu, đời tương đối là cao. Đấy, các bác biết được không? Bây giờ giá của những dòng xe này nó đã xuống rất là nhiều rồi. Đấy, xuống cực kỳ là hợp lý để cho các bác mình mua sở hữu rồi. Ai cũng có thể là mình mua được những cái mẫu xe như thế này. Ra ngoài đường thì nhiều người lại cứ tưởng đây là chiếc xe mà lắm tiền, mà nhiều tiền đúng không ạ? Bởi vì form dáng đẹp như thế này cơ mà đúng không ạ? Đấy, biển 17 có camera lùi được nằm ở phía sau này. Form dáng xe này đầu thì cốp phía sau này rất là to và rộng. Đấy, một dàn nốt cũng rất là dày cứng các bác nhá. Sơn phi bên ngoài thì rất là sáng đẹp. Đấy, một mẫu xe mà cực lanh, cực bền và cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Tiết kiệm mọi cái khoản chi phí mà sau này các bác mình sử dụng về sau các bác nhá. Đấy, xe thì rất là sạch sẽ gọn gàng, từ những cái con khóa cửa như thế này nó vẫn còn rất là sáng này. Đấy, bộ ghế da loại xịn các bác nhá. Nguyên tiền đồ chơi thôi cũng lên đến là mấy chục triệu rồi các bác nhá, mấy chục triệu tiền đồ chơi luôn rồi. Đây có loa này. Đấy, túi khí an toàn nằm ở trong đây nữa này. Vâng, đây là rất bên trong. Đấy, trần của xe là trần nỉ, được bọc ni lông bên ngoài rồi. Trần nỉ bên trong còn rất là mới luôn các bác nhá. Thân vỏ nó kêu loang quang. Đấy, khung vỏ xe là không mục mọt, không bị han hoen các bác nhá. Và đây là nội thất bên trong. Bên em có ship chuyển xe, giao xe tận nhà cho toàn thể các bác khi các bác mình có nhu cầu. Đấy, và các bác liên hệ cho bên em theo những số điện thoại hotline để được tư vấn và để được chốt giá cho mẫu xe này và những mẫu xe khác bên em. Và đây là những số điện thoại các bác nhá. Và có thêm số nữa là 0335838389 các bác nhá. Mẫu xe Toyota Vios máy 1.3 đời 2015 các bác nhá. Đấy, form mới rồi. Và bên em đang còn là 4 con như thế này nữa và đủ màu cho mình lựa chọn luôn. Đấy, giá loanh quanh trên dưới 200 một con các bác nhá, tùy theo chiếc xe. Và vâng, xin cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ video này.